Súng kính dịch qua giấy xin kính chào quý cô chú, anh chị và các bạn. Hôm nay shop sẽ lên một số sản phẩm phục vụ cho mục đích sưu tập và gia dụng. Quý khách mua hàng xin vui lòng chọn mã sản phẩm là chữ H có số đứng liền kề, số phía sau là giá của sản phẩm. Xin lưu ý giá chưa bao gồm phí ship. Quý khách chọn mã sản phẩm liên hệ với shop qua số điện thoại 0979 637 554. Khuyến khích gọi hoặc nhắn tin bằng số Zalo để thuận tiện cho việc lưu lại hình ảnh, chia sẻ thông tin, cập nhật để trao đổi hoặc là gửi hàng. Do cái chính sách bình luận của YouTube đó nó sẽ bị ẩn hoặc là nó bị kiểm duyệt, cho nên có trường hợp xảy ra là một số anh chị đã chọn bên YouTube ở phần bình luận nhưng rất lâu thì nó mới hiện lên, xảy ra cái trường hợp là có thể anh chị chọn trước nhưng sẽ không có nhanh bằng các anh chị chọn bên Zalo. Nếu có trường hợp đó thì xin anh chị vui lòng thông cảm. Shop sẽ up video vào khoảng 11 giờ mỗi ngày, chủ nhật nghỉ. Quý khách xem video xin vui lòng nhấn like, đăng ký và chia sẻ để nhận được những thông báo mới nhất về những video mới. Xin trân trọng cảm ơn. Sản phẩm đầu tiên đó là một cái bộ ly hay là cái bộ chén trà sứ Kutani xưa, vẽ sơn thủy, đặc biệt là cái chén này vẽ bằng cái màu men men đỏ đó, men màu chu sa, nhìn rất là độc đáo, khá hiếm gặp. Men này được vẽ bằng cái màu chu sa, họa tiết được vẽ tay rất là tinh xảo. Cái ấn truyện này đặc trưng cho cái dòng được sản xuất vào cái thập niên 60 của thế kỷ 20. Ấn truyện nằm trong cái mộc vuông, chúng ta thấy cái trôn cũng rất là cũ, đáy là có cái lòng đáy có những cái nốt ruồi. Chén này thì một chén có lòng đáy, là vết này cái vết lỗi men, họa tiết vẽ rất là đẹp. Chén cao 5.5, đường kính 7.5, mã sản phẩm là H1, giá 60k trên cái. Bộ này có 3 cái. Sản phẩm tiếp theo đó là một cái chén trà hay là cái một cái cha quan gốm thuộc cái dòng Oribe, dáng hay, lòng và thân ngoài quét cái dấu thiền với cái men màu xanh đồng đặc trưng của dòng Oribe. Đây là cái sản phẩm được chế tác hoàn toàn thủ công, rất là tinh xảo. Đặc điểm của cái dòng Oribe là cái nước men nó cực kỳ tinh tế. Chén này cốt dày nặng, men cực chắc, chén cao 6.5, đường kính 12, mã sản phẩm là H2, giá 80k. Sản phẩm tiếp theo đó là hai cái chén trà hay là hai cái chai quan gốm. Chén này cỡ trung, dáng chuẩn, một chén phủ cái men rất là độc đáo, chén còn lại phủ cái men màu trắng ngà, cốt dày nặng, men cực chất, chén cao 6.5, đường kính 9, mã sản phẩm là H3, giá 120k trên cặp. Sản phẩm tiếp theo đó là hai cái dĩa hai cái dĩa đồng dáng hình chữ nhật, nhìn rất là hay. Dĩa này được chạm nổi cảnh sơn thủy, nhìn rất là độc đáo, họa tiết được chạm nổi. Bên cạnh gõ tiết có cái ấn truyện, dĩa dài 13,
rộng 9.5, mã sản phẩm là H4, giá 120k trên cặp. Sản phẩm tiếp theo đó là hai cái dĩa lót, chất liệu là đồng tráng men, giống như pháp lam vậy đó, nhưng mà cái lớp đồng tráng men này nó mỏng hơn, và cái họa tiết nó thì nó không có được chi tiết nhiều như những cái dĩa pháp lam, nhưng mà nó đòi hỏi cái công chế tác cũng rất là tinh xảo. Chúng ta thấy từng cái đường gân lá hiện lên nhìn rất là sống động, và cái dĩa này nó đã hiện rõ cái màu thời gian. Dĩa này dài 12, rộng 9.5, mã sản phẩm là H5, giá 150k trên cặp. Sản phẩm tiếp theo đó là cái bộ dĩa lót bằng gỗ nguyên khối, được lộng hoa văn nhìn rất là độc đáo, chất liệu gỗ tốt, rất là nặng. Bên ngoài lộng hoa dây nhìn rất là hay, cốt dày nặng, bên ngoài màu sắc nó đẹp hơn cái trong cái video. Đây là cái bộ dĩa lót dùng để lót ly, dĩa này rộng 10, mã sản phẩm là H6, giá 200k trên một bộ 5 cái, cốt rất là nặng. Sản phẩm tiếp theo đó là một cái bộ dĩa sứ, để dưới này đi nó dễ. Bộ dĩa gốm với sứ, cái này là thuộc cái dòng Arita của Nhật. Dĩa này cái dáng sâu lòng đáy phẳng, dĩa này rất là to, khá to. Đặc biệt là mỗi dĩa vẽ một cái họa tiết khác nhau, nó mang cái phong cách rất đặc trưng của gốm sứ Nhật. Thường đó, ở gốm sứ Nhật đó thì nó có 5 dĩa 5 màu, hoặc là 5 chén 5 màu, 5 ly 5 màu, hoặc là 5 ly cùng một màu, nhưng lại mỗi một vẽ mỗi cái loài hoa hoặc là một cái họa tiết khác nhau, rất là độc đáo. Đáy có ấn truyện nhờ nhân, cốt dày rất là nặng. Những cái bộ này xài rất là thích. Cao 4, đường kính 22, mã sản phẩm là H7, giá 280k trên 4 cái. Sản phẩm tiếp theo đó là một cái bộ dĩa lót bằng cái gỗ thông nguyên khối, tạo hình rất là độc đáo. Và cái dĩa này được cái nghệ nhân dùng nhiệt xử lý đó, nó tạo nên cái màu sắc nhìn rất là ấn tượng. Cái vân gỗ thông nổi lên nhìn rất là hay. Dĩa này đề co hay là sử dụng rất là thích, nó mang một cái vẻ thâm trầm cổ điển nhìn rất là hay. Ta thấy cái vân gỗ rất là đẹp. Dĩa này dùng trưng bày đề co hoặc là xài trong cái không gian mà nhà gỗ hay là cái nhà xưa đó nhìn rất là hay, cốt rất là dày. Dĩa này rộng 10.5, mã sản phẩm là H8, giá 120k trên bộ 5 cái.
Sản phẩm tiếp theo đó là một cái dĩa bằng gốm tạo hình chiếc lá sushi nhìn cực kỳ ấn tượng. Chiếc lá này được tạo hình rất là sống động. Thấy nè, cái cuốn lá nó nằm ở đây. Đây là những sản phẩm được chế tác hoàn toàn thủ công mà ở Việt Nam hay gọi là cái gốm vuốt tay, và thường là những cái sản phẩm độc bản. Đáy có cái chữ ký của nghệ nhân, phủ cái men chảy với cái màu men cực kỳ ấn tượng. Cái dĩa này các anh chị dùng lót cái bộ trà độc ẩm hoặc là cái ấm trà đó sẽ rất là đẹp. Hay là các anh chị treo mà trang trí như một cái bức tranh trên tường cũng rất là độc đáo. Dĩa này dài 21, rộng 15, mã sản phẩm là H9, giá 120k. Sản phẩm tiếp theo đó là một cái tống trà gốm Hagi xưa. Cái tống này khá to, dáng độc đáo với cái màu men đã thấm cái màu của thời gian. Nửa phần trên phủ men, nửa phần dưới là cái cốt gốm mộc nhìn rất là ấn tượng. Chúng ta thấy lòng nè, nó hiện rõ cái tác động của thời gian. Đây là những sản phẩm được chế tác thủ công hay gọi là gốm vuốt tay, rất là tinh xảo. Cái trôn nó có vết mẻ rất là nhẹ nên không ảnh hưởng đến thẩm mỹ cũng như là chức năng. Những cái sản phẩm này các anh chị là dùng để trưng bày decor, còn là sử dụng thì vẫn là rất là mang cái phong cách rất là riêng. Cốt dày nặng, men cực chất, cao 7.5, đường kính miệng 10, đường kính thân 12, mã sản phẩm là H10, giá 120k. Sản phẩm tiếp theo đó là một cái bình hoa thủy tinh. Bình hoa thủy tinh dáng thanh, vẽ hoa vô cùng tinh tế. Họa tiết được vẽ tay cực kỳ tinh xảo. Bình này cái dáng rất là thanh. Vẽ hoa, họa tiết được vẽ cực kỳ tinh tế, giống như là một cái bức tranh mà vẽ trên cái bình vậy đó, bình hoa vậy đó. Và kỹ thuật vẽ trên bình thì nó sẽ khó hơn vẽ trên dĩa rất là nhiều. Cái bình này còn mới nguyên của thương hiệu Kitaichi. Cốt trong suốt, cốt mỏng rất là đẹp. Bình này cao 16 năm. Đường kính miệng 4. Đường kính đáy 4.5, gần 5. Mã sản phẩm là H11, giá 200k. Sản phẩm tiếp theo đó là một cái chén trà thiên mục hay còn gọi là Tenmoku, tiếng Việt gọi là thiên mục. Tiếng Nhật đăng ký gọi là Tenmoku. Đây là một cái chén dáng chuẩn với cái kiểu men thiên mục long thỏ nhìn rất là ấn tượng. Sở dĩ nó gọi là thiên mục do là cái chén này nó xuất phát từ các cái nhà sư của Ấn Độ, xin lỗi, của Nhật Bản vào thế kỷ thứ 10, họ qua cái dãy thiên mục. Họ tu học ở đó và họ đã là những cái người đầu tiên mang Phật giáo du nhập về Nhật Bản và mang cả cái trà đạo
trong đó có những cái chén thiên mục, chén trà đó ở dãy thiên mục, cho nên họ gọi là chén thiên mục. Và họ phát triển trà đạo Nhật theo một cái trường phái rất là riêng. Chén này kiểu men nhìn rất là độc đáo. Và chúng ta thấy cái trôn đó, nó hiện rõ màu thời gian. Ở dưới cái trôn này nó có cái hình xoắn ốc. Thiên mục còn có nghĩa là cái mắt trời, con mắt của trời. Và đặc biệt là cái chén này nè, cái vành được bọc đồng. Bọc đồng hay bọc bạc gì đó, có thể bọc đồng. Và đây là những cái sản phẩm được chế tác rất là tinh xảo. Rất hiếm gặp cái dòng chén này. Bên ngoài đẹp hơn trong hình rất là nhiều. Chén này cao 6, đường kính 12, mã sản phẩm là H12, giá 1.200k. Các anh chị mà sưu tầm các cái chén trà đó, những cái chén trà mà thiên mục mới của Tàu bây giờ thì giá nó cũng rất là cao rồi. Còn đây là cái dòng chén xưa. Sản phẩm tiếp theo đó là một cái bình hoa bằng đồng. Xin lỗi, cái này là một cái đỉnh trầm bằng đồng rất là nhỏ. Đỉnh này nhỏ. Chế tác rất là tinh xảo, cốt dày nặng. Đỉnh này cao 6.5, đường kính miệng 5, đường kính thân to hơn tí. Mã sản phẩm H13, giá 200k. Sản phẩm tiếp theo đó là một cái ấm trà đắc nung. Đây là cái dòng Nerikumi của Nhật. Cái ấm này dáng tạo hình quả hồng, nhìn rất là hay. Chúng ta biết quả hồng nó là quất quất quả của nước Nhật, cho nên chúng ta thấy thường những cái họa tiết gốm sứ đó thường hay vẽ quả hồng, hoặc là có một cái dòng tạo hình cái quả hồng y như thật, thì cái dòng đó nó rất là hiếm và nó cực kỳ có giá trị về mặt nghệ thuật cũng như sưu tầm, và cái giá nó thì cũng rất là cao nhưng mà rất là hiếm gặp. Và Nerikumi này là một trong những cái dòng đất cực kỳ hiếm của Nhật Bản. Đây là cái dòng đất trộn tự nhiên, và mỗi ấm mang một cái vẻ khác nhau, giống như là cái dấu vân tay của người vậy đó. Tức là mỗi ấm là mỗi cái màu đất khác nhau, không có cái sự lặp lại, và ngay cả nghệ nhân cũng không thể nào tạo ra cái ấm thứ hai giống màu với cái hoặc là cái họa tiết với cái ấm thứ nhất, cho nên mỗi cái này là một cái tác phẩm độc bản. Do cái khoáng trong đất nó sẽ sau khi nung nó sẽ tạo ra cái màu sắc khác nhau mà ngay cả nghệ nhân cũng không thể nào mà quyết định được. Cho nên cái dòng này là một trong những cái dòng giống rất là độc đáo. Và chúng ta biết cái chất lượng ấm này thì nó không hề thua kém cái ấm Tử Sa, cốt đất nó rất là đanh, rõ như kim loại. Nắp cực khít, cái dòng này chế tác cực kỳ tinh xảo. Chúng ta thấy nè, ở ngoài hay ở trong đó là cái cốt đất trộn nó y như nhau, là cái màu tự nhiên của đất, chứ đây không phải là cái màu do con người tạo nên, đây là cái màu tự nhiên của đất. Cái dòng này rất là hiếm. Đấy, có ấn tượng của nghệ nhân. Ấm này dung tích khoảng 250 ml. Mã sản phẩm là H14, giá 1.200k. Các anh chị mà sưu tầm ấm trà đó, là những cái dòng này thì không nên bỏ qua.
Sản phẩm tiếp theo vẫn là một cái dòng ấm đất nung. Và cái ấm này thì nó mang một cái sắc thái khác với cái ấm vừa rồi. Từ cái màu sắc tới cái dáng ấm. Thì chúng ta biết thì cái dòng này mỗi ấm là một cái một màu. Nó khác hoàn toàn nhau, giống như là dấu vân tay người. Chúng ta thấy tất cả các ấm đất trộn của Nhật á, của cái dòng Nerikumi này nè, là cái dòng đất tự nhiên, là do khoáng trong đất sau khi nung nó tạo nên. Cho nên nghệ nhân cũng không thể nào mà quyết định được cái ấm đó nó sẽ ra cái màu gì. Và đây cái ấm này nó độc đáo ở chỗ, sau khi tạo hình là nghệ nhân dùng dao khắc những cái mảng này nè để tạo nên cái dáng của ấm, nhìn rất là ấn tượng. Khi khắc như vậy á, thì những cái mặt mặt phẳng của đất á, phía trong này nó có những cái hoa văn tự nhiên nhìn rất là độc đáo. Các anh chị nhìn thấy nè, hoa văn này là do cái cốt đất tự nhiên chứ không phải là cái màu do nghệ nhân phối trộn, cho nên cái ấm này nó độc đáo ở chỗ đó. Và so với ấm Tử Sa thì cái dòng ấm này nó không hề thua kém về chất lượng cũng như là cái giá trị nghệ thuật hay là sưu tầm. Đấy, có ấn tượng của những nghệ nhân. Những cái ấm này thì cái nắp rất là khít, vòi nước chảy rất là tốt, vòi nước chảy rất là mạnh, cắt nước rất là tốt. Khi mà các anh chị rót ra đó là nước nó không có dính với cái vòi này. Ấm này dung tích khoảng 200 đến 250 ml, 200 hoặc 220 à. Mã sản phẩm là H15, giá 1.200k. Sản phẩm tiếp theo đó là một cái dĩa Imeri xưa rất là to. Đây là một trong những cái dòng Imeri rất là chuẩn của Nhật, giống như chuẩn đặc trưng đó. Cái dòng này là nó vẽ hoa và phượng hoàng, những cái họa tiết vàng này nè là được vẽ bằng vàng thạch, và họa tiết này được vẽ tay rất là tinh xảo. Thì chúng ta thấy cái màu men này nè là cái màu xanh coban mà nó sậm, nó mang cái sắc thái rất đặc trưng của Nhật. Ở đây là nó thể hiện cái tinh thần là Đại Nhật Bản, cho nên họ trong cái họa tiết hay là trong cái nước men đó họ mang một cái màu sắc rất đặc trưng của Nhật, là cái ý nghĩ họ muốn thoát cái ảnh hưởng của Trung Quốc hay Tàu đó trong cái phong cách gốm sứ. Cho nên chúng ta thấy cái dòng sản phẩm trong cái giai đoạn này của Nhật nó rất là độc đáo. Chúng ta thấy cái trôn nè, nó lên cái nước rồi. Trôn này nó lên cái nước, chỉ có những sản phẩm xưa mới có. Và cái dòng Imeri này là nó sản xuất vào cái thời Meiji, là khoảng từ năm 1868 đến 1913. Dĩa này đường kính 30.5, cốt dày rất là nặng. Họa tiết được vẽ nổi rất là đẹp. Mã sản phẩm là H16, giá 1.200k. Sản phẩm tiếp theo đó là một cái ấm trà men lam xưa rất là nhỏ, bé xíu để vừa trên lòng bàn tay. Ấm này rất là nhỏ, bên ngoài rất là nhỏ, dung tích khoảng 80 ml à. Ấm này vẽ cái họa tiết bằng men lam rất là đẹp, để đưa sát lại các anh chị dễ dễ nhìn. Thường thì bên Nhật cái chữ hoặc là cái hình đó đọc là từ bên trái qua bên phải. Đây là một cái người ngồi quạt trà với cái lò than rất là đặc trưng của cái người Nhật. Ở bên trên là cái cõi hoa anh đào, bên đây là một cái người đang luận thơ.
chúng ta thấy những cái chi tiết được vẽ rất là tinh xảo. Cái bài thơ phía sau này nè, thực tế ở ngoài nó rất là nhỏ các anh chị. Cái bài thơ phía sau này nè, không, được thể hiện rất là rõ. Và cái khuôn mặt người được vẽ rất là chi tiết. Và chúng ta thấy trong cuốn sách của cái vị này nè, là cái chữ nhỏ xíu đó vẫn được thể hiện. Và cái ấm này nó hiện rất cái rõ cái màu, cái tác động của thời gian. Ở trên vẽ mai điểu. Cái lộc hoa mai rất là đẹp. Chúng ta thấy nè, rất là cũ. Dưới tay cầm này nó có cái ấn truyện. Ấm này dung tích rất là nhỏ. Cái màu men rất là đẹp. Họa tiết được vẽ cực kỳ tinh xảo. Ấm này là lành tích hoàn hảo, từ dáng da là nước men đó, và cái tuổi ấm này rất là bé, khoảng 80 ml à. Mã sản phẩm là H17, giá 1.500k. Sản phẩm tiếp theo đó là một cái bình, cái bình này thì cái dáng này là bình rượu, dáng này là bình rượu chứ không phải bình trà. Bình này khá to, dáng cao. Bình này là bình men ngọc Celadon với cái màu trắng xanh ngã trắng đó, gần gần với Bạch Định. Và cái dòng này là một trong những dòng đặc trưng của khu vực Arita. Màu men rất là đẹp, chế tác rất là tinh xảo. Chúng ta thấy cái quai, cái dáng quai rất là đẹp. Đặc biệt của cái dòng men ngọc này là cốt cực nặng, cốt rất là nặng. Ấm này to, cao 18, đường kính miệng 5.5. Dòng thân 30, mã sản phẩm là H18, giá 500k. Sản phẩm tiếp theo đó là một cái bình hoa bằng đồng xưa của Nhật, rất là đẹp, dáng hay, với cái bụng to tròn nhìn rất là hay. Thân ngoài phủ cái hoa văn nhìn rất là độc đáo. Cái lớp này nó ngoài cái tác dụng trang trí, nó còn cái tác dụng là chống oxy hóa rất là tốt và rất là bền với thời gian, không giống như những cái bình đồng của Tàu hay của Việt Nam đó. Bình này cái lớp men này nè, nó chống oxy hóa rất là tốt. Bình này được chế tác rất tinh xảo,
cốt dày rất là nặng, đái có ấn triện, thầy bị đái đúc liền luôn nè, bình rất là đẹp, cốt dày nặng. Cái đồ lau bình này cao 15 năm, đường kính miệng 5 5.5. Dòng thân 38, mã sản phẩm là H19, giá 850k. Sản phẩm tiếp theo đó là một cái ly trà Bizen, ly trà gốm Bizen. Bizen này nó có nhiều dòng, và đây là với những cái sắc thái khác nhau. Đây là một cái dòng gốm cổ không nung trong suốt quá trình hình thành và phát triển. Và những cái vệt này nè là do cái vết mà rong biển đó, khi mà nung gốm đó nghệ nhân họ sẽ phủ những cái lớp rong biển lên đây, và trong cái quá trình nung đó nó tạo ra những cái vệt như thế này. Nó có hai cái dòng mang những cái vệt này, một cái dòng là từ rong biển, một cái dòng là từ những cái vết rơm cháy. Nghệ nhân có một dòng họ phủ rong biển, một dòng họ phủ cái vết rơm cháy, cái rơm sau khi rơm rong biển cháy nó tạo nên những cái hoa văn ngẫu hứng nhìn rất là độc đáo. Đấy, có chữ ký của nghệ nhân. Chén này vành nó có cái vết mẻ như hình, nhưng do cái cốt đắt của nó đó không ảnh hưởng đến thẩm mỹ hay là chức năng. Chén này cao 7, đường kính 9, mã sản phẩm là H20, giá 80k. Sản phẩm tiếp theo đó là một cái ly trà gốm Bizen, dáng độc đáo, tạo hình xù xì nhìn rất là độc đáo. Và trên thân này nè nó có những cái vết này, đây là những cái vết do nghệ nhân họ lấy rơm đó họ quấn trên cái sản phẩm này, để khi mà chiêm á, giữa các sản phẩm ví dụ như ở đây họ đặt lên một cái dĩa thì họ sẽ gói rơm ở đây, và khi trong quá trình nung thì cái dấu rơm cháy nó tạo nên những cái hoa văn nhìn rất là ngẫu hứng. Và đây đều là những sản phẩm tạo hình hoàn toàn thủ công, tức là vuốt tay đó, rất là công phu, cốt dày nặng, men cực chất. Xin lỗi, cái dòng này nó không có tráng men. Cao 6, đường kính 8, mà sản phẩm là H21, giá 80k. Sản phẩm tiếp theo đó là một cái siêu phẩm, có thể nói là siêu phẩm, một cái an an men lam xưa. An men lam xưa rất là đẹp, vẽ sơn thủy hay là vẽ cái tích xưa đó cực kỳ tinh xảo, mà các anh chị hay gọi là tô tóc đó, nét vẽ cực kỳ tinh xảo, có thể nói là một cái bức tranh, một cái bức tranh trên sứ. An này được vẽ toàn thân cực kỳ tinh xảo. Lúc trước đó có một anh chơi sứ Tàu mới nói là đồ Nhật vẽ không đẹp, nhưng mà cách do anh đó là ảnh rất là hạn chế, ảnh chưa tiếp xúc được với những cái sản phẩm vẽ tơ tóc của Nhật. Chúng ta thấy cái rặng liễu nè, cây liễu nè, cực kỳ tơ tóc, cái nước men rất là đẹp. Và ở bên ngoài đó màu men nó còn đẹp hơn trong cái video.
chúng ta thấy họa tiết được vẽ cực kỳ tinh xảo, đòi hỏi rất là công phu. Ấn truyện xưa rất là đẹp, cao 7.5, đường kính 13 năm, mã sản phẩm là H22, giá 1.500k. Sản phẩm tiếp theo đó là một cái dĩa đồng, cái dĩa đồng của Nhật, tạo hình ba cô gái nhìn rất là độc đáo. Cái dĩa này là đồng nguyên khối, tạo hình ba cô gái nhìn rất là độc đáo. Đắp nổi 3D. Có thể là một cái dĩa này là cái kỷ niệm, một cái dịp kỷ niệm nào đó, nó có ghi là có thể là ngày sản xuất là ngày 1 tháng 7 năm 1960, và bên đây là có cái chữ ký của nghệ nhân, ấn truyện của nghệ nhân. Dĩa này dày, cốt dày rất là nặng. Chế tác rất là tinh xảo. Dĩa này dài 15 năm, rộng 14 năm. Mã sản phẩm là H23, giá 500k. Sản phẩm tiếp theo đó là một cái chăn nến xưa. Chăn nến đó, ở miền Nam thì gọi là cái chăn đốt đèn cầy, ở miền Bắc thì gọi là cái chăn nến, tạo hình cá voi hay là cá ong đó. Do Nhật là cái quốc gia biển đảo cho nên họ thường gắn liền với những con vật sinh vật ở biển, tạo hình cá voi nhìn rất là ấn tượng. Đây là cái sản phẩm được chế tác thủ công, hai cái con mắt này không biết phải là ngọc trai không nữa. Sản phẩm này đã rất là cũ rồi, mang rõ cái màu của thời gian, vết cắt này là cái vết cắt thủ công. Tạo hình cá voi mà ở văn biển ven biển của Việt Nam chúng ta hay gọi là cá ong. Chăn nến này cao 7.5, dài 15, rộng 7, mã sản phẩm là H24, giá 650k. Phiên bán hàng của ngày 24 tháng 3 đến đây xin tạm dừng. Cảm ơn quý khách đã theo dõi và ủng hộ. Xin trân trọng kính chào.